thời tới cản không nổi các bạn ơi. Dịp cuối tuần, Talent Rich quyết định cho ít 2 kinh nghiệm khi leo răng. Đây là một dịp tuyệt vời để chúng ta cày răng nhanh hơn bao giờ hết. Và để ít 2 phần hạnh phúc, video này Bùm sẽ tiếp tục test các đội hình, các cách đặt unit để tìm ra phương án farm tối ưu nhất. Tiết lộ nhé, Bùm đã tìm ra đội hình tốt nhất, cách đặt tối ưu nhất dành cho dân cày lẫn dân bay to win rồi. Tất cả sẽ có trong video này. Vì vậy, bạn hãy xem đến hết để ít 4 lần tốc độ farm nhé. Còn bây giờ, ngồi xuống, ăn chai sting, uống bị snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Sau 20 tiếng nghiên cứu đội hình leo răng, Bùm đã tìm ra 3 đội hình tối ưu nhất dành cho tất cả mọi người. Đội hình 1, giá siêu rẻ. Đội hình 2, giá tốt. Đội hình 3, farm răng siêu cấp vô địch vũ trụ. Cửa hàng bên Bùm đã quyết định giảm giá tuột quần cho cả 3 combo này. Vì vậy, bạn hãy nhớ kiểm tra phần ghi bình luận để biết thông tin chi tiết nhé. Mừng cho các bạn trở lại với kênh Bùm Rô Bà Láo. Ok các bạn, có một video Bùm đã nói về cái việc là có một cái đội hình rất là rẻ, nằm đâu đó 8-900 gem có thể đi được Elite với tốc độ cực kỳ cao luôn. Thì hôm nay Bùm lại chia sẻ thêm một cái nữa, tại vì cái đó chúng ta chỉ biết cái đội hình thôi, và cái video đó thì cũng xin lỗi với các bạn là chưa phải cách đặt tối ưu nhất. Cho nên bây giờ Bùm sẽ test trước cái đội hình đó và sẽ chia sẻ cho các bạn cách đặt làm sao cho nó tối ưu. Và còn cái gì nữa các bạn biết không? Làm biến nữa. Có nghĩa là sao? Chúng ta đặt xuống xong rồi đúng không? Ngồi nghỉ, ngồi chơi 5 phút, 10 phút, 15 phút, kệ nó rồi nó tự farm. Phê chưa, nghe phê chưa? Ok không? Rồi, đội hình đầu tiên, đội hình dành cho dân cày. Vô nè. Đây rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ đem theo con gì? Mewin, Toxic Updated Titan Cameraman, Lepracow, Announcer, Santa TV Man, và cái con cuối cùng, con siêu á, thì chỉ khi nào mà bạn nào đó leo tới răng 7 rồi thì chúng ta sử dụng thêm. Thì nói chung á là các bạn có hay không có cái con này cũng được. Mà Bùm đang muốn làm video là làm video cho nhiều người tiếp cận á. Các bạn cũng có một số bạn đã lên tới răng 7 hay gì rồi, thì chúng ta có thể sử dụng cái này. Còn nếu mà không á, bạn nào chưa có thì bỏ ra một slot không xây con đó thôi. Nói chung là cách làm nó cũng tương tự như nhau. Nhưng mà bây giờ Bùm sẽ chỉ luôn cho các bạn cái cách làm sao để mà xây giai đoạn đầu đó, các bạn tiết kiệm được đâu đó là 30 giây nha các bạn. Mà 30 giây cũng xịn lắm chứ không phải chơi đâu nha. Làm cách nào chúng ta có thể tối ưu thời gian một cách tuyệt đối luôn. Và tại sao Bùm lại nói dám nói là 30 giây? Tại vì là các bạn sẽ tiết kiệm, gọi là mỗi một quay đó các bạn là bạn tiết kiệm được khoảng đâu đó 3 giây, tại vì các bạn tiêu diệt toilet đen. Rồi nè, ở cái quay 4 này đó các bạn xây con lép ra câu ở đây nha các bạn. Có nghĩa là các bạn có nhìn thấy cái đường ở phía trước toilet ra không? Là và level 5 là các bạn xây rồi. Có nghĩa là level 1 đến level 4 các bạn xây 3 Santa, các bạn up một con lên level 2. Rồi các bạn gọi là xây cái con lép liền, thì các bạn sẽ thấy là nó quay ra, nó quánh cái con toilet này liền, là span quay mở ra liền. Còn nếu mà các bạn để nó chống chống, nó chạy chạy đó, hoặc là video mà Bùm làm đó là Bùm đang xây con Mewin, thì nó hơi tệ các bạn. Bùm xây Mewin như vậy nó chậm hơn đâu đó cả hả, không phải 30 giây đâu các bạn, một phút lận. Đó rồi, cứ như vậy nha các bạn. Cứ farm đi, quay 10 các bạn sẽ up cái con lép ra câu cameraman này lên level 2, và đến quay 15 nha các bạn, up lên level max. Farm chậm lại một xíu nha các bạn. Thôi bây giờ anh gì đi, để Bùm làm liền cho các bạn ở trong video này luôn đi, chứ mất công công nói rồi hướng dẫn mà hướng dẫn không kỹ lưỡng, hướng dẫn tào lao bí đao xàm xàm, rồi nhiều khi các bạn không hiểu hết nữa, mất công lắm. Rồi tóm lại là Bùm sẽ nói rõ chi tiết luôn ha. Rồi nghe các bạn, level 10 các bạn úp cái con lép ra câu cameraman này lên level 2. Lúc này thì các bạn có thấy không, nó xử cái con bot ngay lập tức và nó span quay mới ra liền. Và cái lúc đó chúng ta tiết kiệm được đâu đó 4 giây nha các bạn. Ở quay 13 thì bạn vui lòng farm làm sao cho Bùm nha. Hai con Santa level 5, một con level 6, còn cái số tiền còn lại ở dưới này nè các bạn, 4.000 mấy đó, các bạn vui lòng để lại với Bùm, để mà khi mà vừa qua cái quay thứ 15 đó, các bạn đủ tiền để mà up tiếp nha. Ok các bạn, đến quay thứ 15 thì chúng ta sẽ có một con cameraman cầu vòng level 3, và trong đó chúng ta chỉ có hai con Santa level 5 thôi các bạn, còn một con Santa level 6. Số tiền ở dưới này các bạn cứ để yên đó nha các bạn. Nói chung là các bạn làm sao qua tới quay thứ 16 đó phải up được cái con này lên level max luôn. Thì đảm bảo một điều là, nói tóm lại là toilet vừa ra là bị tiêu diệt
diệt, vừa ra là bị tiêu diệt rồi. Bây giờ chúng ta cứ việc trở lại đây và farm Santa là xong. Đến wave thứ 23 thì bạn đã farm đầy đủ tất cả các con Santa lên level max rồi. Lúc này là lúc set up đội hình nha các bạn. Các bạn vui lòng xây giúp bùm là hai con Toxic Upgrade Titan Cameraman, một cái con Announcer để mà buff, và còn lại là các bạn xây Mewin TV Man nha. Bây giờ bùm sẽ bắt đầu set up và bùm hướng dẫn chi tiết cho các bạn nè. Đầu tiên là các bạn gọi là xây Mewin trước nha các bạn. Đó, các bạn xây một con nè. Nói chung là các bạn xây cho lên full hết về số lượng đi các bạn. Không sao, không có vấn đề gì xảy ra đâu. 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con. Rồi, 2 con Toxic nha các bạn. 1 con Toxic ở đây. Các bạn xây con Announcer ở đây. Các bạn ấn cho mát con Announcer lên. Rồi lúc này các bạn bắt đầu các bạn hả full cho bùm một cái con Mewin luôn nha các bạn, để bắt đầu nó đép ngược lại đó các bạn. Tóm lại là các bạn xây cách nào nó cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn theo cái cách của bùm á thì chắc chắn một điều là cái thời gian của các bạn nó sẽ tối ưu hơn. Và nếu mà cái cách nó khác bùm á thì có thể là các bạn đi chậm hơn đâu đó 20 giây, 30 giây gì đó, thì nó cũng không có ảnh hưởng gì quá nhiều. Nhưng mà tại sao chúng ta không làm khi mà chúng ta có thể tối ưu, đúng không? Đó, rồi ok, chúng ta lại tiếp tục xây thêm một cái con Toxic nữa ở góc dưới này nha các bạn. Rồi, hai con Toxic thì trong đó một con Toxic các bạn sẽ để ở first, một con Toxic các bạn sẽ để ở chế độ tròn gịch. À đấy, rồi như vậy đi, rồi còn một slot nữa. Bùm nói lại là đây là dành cho những cái bạn nào mà gọi là chỉ có 15 unit nha các bạn. Thì đây, cái đội hình mà chúng ta chơi là chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Quên nữa các bạn, chúng ta cần phải thay đổi cái vị trí con lép này để nó có thể là nó búp tầm đánh cho cái tụi trong này nữa. Rồi, các bạn up mát lép lên ha. Rồi, bây giờ các bạn chỉ việc là up mát lên, rồi đợi chừng nào đủ tiền thì chúng ta bán luôn Santa và chúng ta đổi qua Mewin TV Man nha. Ok các bạn, bùm set up xong đội hình rồi. Sau khi mà chúng ta farm mát được tất cả những con Santa TV Man thì chúng ta sẽ xây như thế này ha. Đầu tiên là các bạn gọi là dịch cái con lép ra trâu á về ở phía sau này để nó có thể búp tầm đánh cho tất cả những cái con này, và cộng với nữa là nó sẽ chống tool. Cái thứ hai là các bạn sẽ sử dụng một cái hàng dài này nè để mà các bạn xây cái con Mewin TV Man lên. Nếu mà bạn nào đang có 15 unit đó các bạn, coi như là không phải là 19 giống như bùm, thì các bạn sẽ xây ở đây tổng cộng là 8 con Mewin nha. Rồi một cái con ở nơ sơ đây để búp, hai con Toxic ở đằng trước và ở đằng sau, một con các bạn để cái chế độ là first, một con các bạn để chế độ là tròn gate. Từ giờ trở đi bạn chỉ việc là up mát tất cả những cái con này là chúng ta có thể là đép được rồi ha. Ở 17 phút hơn, hay còn gọi là 17 phút khoảng 2 giây gì đó, các bạn bùm đã có thể up mát tất cả những cái con unit của mình. Nếu mà các bạn trừ đi ba cái con unit và Santa TV Man đó thì đây chính xác là đội hình 15 con nha các bạn. Đây, các bạn có thể là đứng đây và các bạn kiểm tra với bùm ha. 15 con, và đây là cái cách xây. Và bùm sẽ lý giải vì sao chúng ta sử dụng hai cái con Toxic này ha. Đầu tiên con Toxic ban đầu này các bạn để first để nó có thể làm chậm lại tất cả những cái con toilet đi đầu. Con thứ hai là Toxic Upgrade Titan Cameraman thứ hai đứng ở phía sau á, thì nó sẽ tròn gịch để nó làm chậm những cái con toilet mà nó gọi là nhiều máu đó các bạn. Đảm bảo một điều á, là khi mà các bạn sử dụng đội hình này rồi, các bạn sẽ không cần phải đổi target bất cứ một cái con unit nào của mình hết các bạn. Nó rất là tiện. Các bạn có thể là để đây treo trong vòng 10 phút và nó đi lên hơn 70 quay nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Và cái cách farm này là cách farm gọi là hữu hiệu nhất dành cho cái người chơi gọi là không có nạp nha các bạn. Tại vì nó nằm đâu đó 800-900 gem mà thôi. Và chúng ta chỉ có 17 phút để set up và 10 phút còn lại chúng ta chỉ việc ngồi chơi và chờ đợi. Wow. Tuy nhiên đây chỉ là cái vấn đề dành cho những bạn đang ở rank thấp, những bạn mà chưa có được cái số lượng đặt nhiều đó các bạn. Với lại là các bạn chưa thể đem theo 6 slot. Bây giờ bùm sẽ hướng dẫn dành cho những bạn nào có được gọi là 17-18-19 unit gì đó. Yes. Rồi là các bạn đem theo được 6 lot là bằng cái cách là xây dựng thêm con siêu nha các bạn. Đầu tiên nè, bùm sẽ tiếp tục xây thêm một con Toxic nữa. À, bùm up nó lên mát, và lúc này con này là bùm để chế độ lát. Thì để làm gì? À, tại vì hồi lúc mà chúng ta có 15 unit á, chúng ta xây Toxic nữa thì nó rất là lâu để set up ban đầu. Thì bây giờ chúng ta đã có 19 con unit rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ ra thêm một cái slot để mà xây thêm Toxic, để đảm bảo một điều là chắc chắn 100% là tất cả những con toilet ở trên cái bàn chơi này nó sẽ bị stun nha các bạn. Ủa, nó sẽ bị làm chậm với nhầm các bạn. Rồi, tiếp theo là bây giờ đã đến lúc các bạn có thể là bán những cái con Santa này đi, để mà các bạn gọi là xây thêm cái con Mewin, cái con Mewin TV Man đó các bạn. Các bạn cứ xây giúp bùm hai con nha các bạn. Hai con nữa thôi, còn slot cuối cùng thì bạn xây con siêu. Nói chung là các bạn có thể xây ở cái đường thẳng này hoặc là xây cạnh bên gì cũng được. Cái chuyện đó nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Con Santa cuối cùng các bạn bán nó, và các bạn xây cái con siêu ở ngay đây cho bùm. Các bạn up nó lên mát, các bạn gọi là để yên đó.
thì cái công việc của bạn lúc này là ngồi chơi các bạn. Đến lúc này các bạn chỉ việc ngồi chơi thôi và không cần làm bất cứ cái chuyện gì hết. Đây, và cái combo này thì Bùm cũng xin nhắc lại với các bạn là trên cái cửa hàng của Bùm đó có bán nha các bạn, với mức giá cực kỳ rẻ luôn. Bùm đang giảm giá gọi là tuột quần cái combo này rồi đó các bạn. Các bạn nào mà có nghĩa là đang có cái mức kinh phí thấp đó các bạn, các bạn có thể là kiểm tra cái phần ghim bình luận phía dưới giúp Bùm, bởi vì chắc chắn một điều rằng đây đã là cái đội hình tối ưu nhất, đây đã là cái cách chơi tối ưu nhất dành cho mọi người rồi. Bùm hứa với các bạn là 20-30 giờ test rồi đó các bạn, không phải là ít đâu. Bùm là người pay to win nhưng vẫn test những cái đội hình bình thường để mà cho các bạn biết được cái cách chơi. Rõ ràng chưa? Đó rồi, bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ chờ đợi để mà nó sắp thua á, thì Bùm sẽ cho các bạn biết cái kết quả khi mà các bạn sử dụng cái đội hình này. Đội hình không hề pay to win gì, nó rất là dễ. Chúng ta sẽ đi đến được quay bao nhiêu và cái số kinh nghiệm chinh phục là bao nhiêu các bạn ha. Ở cái quay 70 này thì Bùm muốn tạm dừng lại một xíu để các bạn thấy được cái tác dụng tuyệt vời của cái con siêu camera man khi mà các bạn xây dựng ở đây nha. Các bạn để ý con Giant tinh kỳ toilet nè các bạn. Khi các bạn để cái con siêu ở đây thì cái con Giant tinh kỳ toilet nó thay vì là nó tuôn vào cái đống unit này, không, nó không tuôn vào mà nó sẽ chọn cái con unit nào đứng gần nó nhất và nó stun. Vì vậy thì Giant tinh kỳ toilet đứng đây thì nó đang nhìn nhận là cái con siêu là con đứng gần nó nhất và nó xoay qua nó tuôn cái con này. Vì vậy các bạn sẽ không gặp khó chịu đối với cái trường hợp là Giant tinh kỳ toilet nó xuất hiện và gây khó khăn cho chúng ta, thì chúng ta không hề sợ hãi cái quay này các bạn. Rất là tuyệt vời, nói chung là một cái trạng thái rất là tuyệt vời nếu mà các bạn đem theo được 6 cái con unit. Đến quay thứ 88-89 này nó sẽ xuất hiện cái con lít toilet. Lúc này bạn cũng không cần thiết phải bán cái con siêu này để con lít nó đừng có bù vô nó, mà các bạn hãy cứ để cái con siêu nó đi vô luôn nha các bạn. Bởi vì là khi mà các bạn gặp cái con bot 90 đó, chúng ta cũng không thể nào mà xử lý nó được gọn. Và đặc biệt nhất là cái con Giant tinh kỳ toilet này nó đã đi ra rồi các bạn, nó sẽ bắt đầu nó tuôn các bạn rất là nhiều, cho nên là các bạn cứ để yên đội hình. Các bạn thấy rồi, rất là rõ ràng là chúng ta khi mà chúng ta set up xong toàn bộ cái đội hình này đó, nó chỉ đâu đó 18 phút và hiện tại nó đâu đó là 29 phút hơn, thì cái con lít toilet này nó sẽ chạy vào trong cái nhà của mình. Thì rõ ràng là chúng ta có thể là ngồi chơi ngồi chơi ở đâu đó là hơn 10 phút, 11 phút luôn các bạn. Set up xong rồi ngồi chơi và chúng ta gọi là chờ đợi cái kết quả. Đây, nó xác nhận cho Bùm là 84 nha các bạn. Một cái đội hình lõ thì được tới quay thứ 84 và số kinh nghiệm nhận được là 1014 với thời gian là 29 phút. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ farm được tổng cộng là 35 kinh nghiệm trên một phút nha các bạn. Một con số quá tuyệt vời luôn mọi người. Đấy là đội hình dành cho người mới chơi. Còn với những bạn nào đã farm được một ít rồi, cũng đã gọi là chơi game được một khoảng thời gian rồi, tích lũy cho mình một cái số gem nhất định rồi, hoặc là các bạn cũng có một cái số tiền gọi là kha khá rồi đó các bạn, thì các bạn có thể chơi đội hình thứ hai bằng cách là thay cái con Toxic Upgraded Titan Cameraman bằng anh bạn mới Astro Upgraded Titan Cameraman. Nói chung là tất cả các việc xây dựng và cái việc update của cái đội hình này là tương tự giống như đội hình kia. Có nghĩa là các bạn xây cái con Toxic như thế nào, các bạn sẽ xây cái con Astro như vậy. Cho nên Bùm sẽ đi đến tới kết quả cuối cùng cho các bạn thấy để mà đỡ tốn thời gian của các bạn nha. Chỉ đâu đó 19 phút hơn thì Bùm cũng đã set up được toàn bộ cái con unit ở trong đội hình của mình rồi ha. Trong lần này thì cũng giống như lần trước thôi các bạn, chúng ta sẽ sử dụng 3 con Astro Upgraded Titan Cameraman. Một con này thì Bùm để ở target first, và con này thì Bùm sẽ chuyển nó về cho Git, và con thứ ba thì Bùm sẽ để nó ở chế độ last. Và đương nhiên rồi thì có con siêu nó cũng ở đây. Bây giờ Bùm sẽ mở rộng cái bản đồ và nhìn thẳng từ trên xuống dưới để các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hơn ha. Đấy, chỉ cần sử dụng đúng một cái đội hình như vậy thôi, và các bạn có thể treo khoảng thời gian này, các bạn có thể là đi ra ngoài đó, lấy chai Sting ra ăn, mở bịch snack ra uống. Đó, rồi sau đó là chúng ta chiêu chiêu nhẹ nhàng, hoặc là ra ngoài làm cái gì cũng được các bạn. Rồi 10 phút sau chúng ta quay trở lại là chúng ta sẽ xong một game đấu. Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Cái này phải gọi là cái phương án gì các bạn biết không? Vừa không làm mà vẫn có ăn. Đội hình vừa rẻ nè, chơi vừa dễ nè, vừa thoải mái, thư giãn, nhẹ nhàng nè, cực kỳ hay và hiệu quả luôn các bạn ơi. Và như các bạn cũng biết á, thì đội hình này Bùm có bán ở trên cái cửa hàng của mình ha. Các bạn có thể tham khảo ở phần ghi bình luận để biết được cái mức giá nó bao nhiêu ha. Ok các bạn, như các bạn thấy thì cái đội hình này chúng ta chỉ đi được đến quay 84, đó là do là Bùm đặt hơi sai cái vị trí cái con siêu đó các bạn. Cái con gọi là Glick á, nó chạy vô quá nhanh. Nhưng mà chúng ta vẫn nhận được là 1014 với tổng số thời gian là 29 phút. Bây giờ Bùm sẽ chia thử cho các bạn coi ha. Kể cả cái việc Bùm đã đặt sai á, thì cái
cái đội hình này cũng giúp cho chúng ta có được 35 kinh nghiệm trên 1 phút nha các bạn. Nói chung là nó cũng khá là tuyệt vời, bởi vì là chúng ta chỉ mất đâu đó 19 cái phút đầu để mà xây thôi. Còn 10 phút sau là chúng ta cứ việc chiêu chiêu nhẹ nhàng, không làm mà vẫn có ăn. Rồi các bạn ha, bây giờ chúng ta đến với cái phần test ở trong video này. Thay vì Bùm sử dụng cái con announcer đó thì bây giờ Bùm sẽ sử dụng cái con DJ TV Man. Và xin nhắc lại, đây là đội hình có hơi hướng pay to win nha các bạn. Và hiện tại thì Bùm chỉ sử dụng đội hình này để mà cho các bạn một vài cái trải nghiệm thôi. Còn những cái bạn nào mà gọi là đã có dư giả đến mức mua được cái con DJ TV Man đó thì cũng có thể là tham khảo cái đội hình này của Bùm. Thật ra thì cái việc xây nó y như cái lần xây trước các bạn, chẳng qua chỉ là xây đổi cái vị trí của cái con announcer thành con DJ TV Man thôi. Cho nên là Bùm sẽ skip cho đến cuối luôn ha. Khi mà thay đổi cái con announcer bằng cái con DJ TV Man ấy, thì Bùm đưa ra một quyết định như sau các bạn ơi. Nếu mà chúng ta cứ để cái con siêu ở đây thì rất có thể ở quay thứ 88, khi mà cái con Lit Toilet nó xuất hiện đó, nó sẽ bu vào cái con siêu này và bắt đầu nó chạy nhanh và chúng ta thua. Nhưng mà đội hình của chúng ta thực tế thì vẫn còn đi được xa hơn, nếu để thua như vậy thì rất là đáng tiếc. Vì vậy là Bùm sẽ canh đến quay thứ 88 đấy. Khi mà con Lit nó xuất hiện đấy thì Bùm sẽ tiến hành bán cái con siêu này ha. Ok các bạn, con Lit sắp xuất hiện rồi, Bùm sẽ bán cái con siêu này, đồng thời là Bùm sẽ bổ sung vào đó là một cái con Mewin TV Man để nó có thể là gọi là tăng thêm cái lượng đam cho mình các bạn ha. Đến lúc mà cái con Lit đi đến đây, Bùm đã xác nhận được là chúng ta có thể chiến thắng nó rồi, cho nên Bùm lại tiếp tục bán cái con Mewin hồi nãy mới xây đó. Bùm xây lại cái con siêu ngay cái vị trí hồi nãy và Bùm up mát lên, và bây giờ thì Bùm sẽ để nó đi tự đi luôn nha các bạn. Ok các bạn, Bùm đã bán hết tất cả các unit và bây giờ chúng ta sẽ thử xem cái đội hình này khi đi thì cái kinh nghiệm được bao nhiêu nha. 1314, và nó xác nhận Bùm đi đến quay thứ 99 và tổng thời gian là 36 phút. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi, số kinh nghiệm mà chúng ta nhận được trên mỗi phút là 36.5 kinh nghiệm ra các bạn. Thực tế mà nói là chưa tới 36 phút luôn đó. Quá tuyệt vời, phải nói là một cái kết quả mà không có gì bàn cãi luôn các bạn. Khi mà kết thúc màn chơi này thì Bùm cũng đã được đến răng 8 rồi các bạn. Chúng ta vào trong này để xem là cái răng 8 thì mình được cái gì nha. Wow, cộng thêm được một chỗ đặt nữa nè các bạn. Lúc này là Bùm có thể đặt 20 unit rồi nha các bạn. Có một lời khuyên Bùm muốn dành cho tất cả các bạn là khi mà các bạn farm tới cái răng 8 này đó thì chúng ta cũng không nên farm nữa đâu các bạn. Chúng ta cứ lấy cái đội hình mạnh nhất để mà gọi là đi leo endless đi. Bởi vì sao? Bởi vì ở mức răng 9, răng 10 nó không có cho gì nhiều đâu các bạn. Ở răng 9 đó là nó sẽ cho các bạn thêm tiền, mà tiền này nó cũng không cần thiết lắm. Còn cái răng 10 đó chính là cái tuyệt kỹ emergency này đó, thì từ từ chúng ta có cũng được. Có nghĩa là trong cái quá trình mà chúng ta leo cái endless đó lên level cao đó thì tự động chúng ta sẽ tăng level thôi. Chứ bây giờ chúng ta có farm mát đi chăng nữa thì cái số kinh nghiệm dư đó cũng không biết làm cái gì. Cũng chưa chắc nha các bạn, bởi vì đôi lúc là cái số kinh nghiệm dư đó chúng ta sẽ có được những cái cập nhật sau đó, thì cái răng sau nó sẽ tăng lên thì cái kinh nghiệm nó cần nhiều hơn. Nhưng mà thôi, tạm thời hiện tại thì Bùm khuyên các bạn leo tới răng 8 thôi. Còn cái hành trình của Bùm là hành trình đi cho tới răng 10, cho nên Bùm vẫn sẽ tiếp tục. Và lần tiếp tục này của Bùm đó chính là lấy toàn bộ đội hình những cái con mạnh nhất để mà đi nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào map và test từng cái cách đặt unit, cũng giống như là từng cái tỷ lệ con, xem là cái cách nào là tối ưu nhất với một cái đội hình pay to win nha các bạn. Ok các bạn, để set up đầy đủ tất cả đội hình này thì Bùm mất đâu đó là 24 phút nha các bạn, hoặc là 24 phút hơn để mà đầy đủ. Nói chung là tới khoảng quay thứ 77 đó. Thì hiện tại là Bùm đang test bài test đầu tiên, đó chính là việc là vẫn để yên lại ba con Astro, thì vẫn là First, vẫn là Tròn Gịt và vẫn là Lát ha. Và trong đó Bùm sẽ bổ sung ba con Hyper thôi các bạn. Nói chung là Bùm cũng không biết cái số lượng Hyper bao nhiêu là tối ưu, cho nên Bùm mới phải test nè các bạn. Có thể là sắp tới đó, mấy cái màn sau đó Bùm sẽ test 4 con, 5 con hoặc là 1 con, 2 con gì đó để xem mới là cái phương án nào là ổn nhất. Thì thế thì tại sao lại Bùm lại xây ba cái con Hyper này? Là bởi vì Bùm thấy là trong cái ván trước đó các bạn, Bùm thấy là có một số những cái con Toilet nó nhiều máu, mà cái con Mewin này nó xử lý nó hơi bị chậm. Cho nên là biết đâu được việc chúng ta bổ sung thêm một cái số lượng Hyper gọi là nhất định. Không biết nhất định nhưng không biết bao nhiêu, thì Bùm cứ test đại con số 3 gì đó các bạn, test đại. Và chúng ta để cả ba con Hyper này ở chế độ Tròn Gịt để nó dí vô những cái con nhiều máu đó. Thế thì rất có thể là cái việc mà đam Toilet nó sẽ tối ưu hơn. Cũng không biết như thế nào, nhưng mà mình cứ test mà các bạn. Bây giờ Bùm sẽ phóng to lên để mà các bạn nhìn cái layout mà Bùm đang xây dựng ha. Trong đó thì Bùm cũng khuyến nghị các bạn như thế này, các bạn vui lòng là các bạn xây ba cái con Hyper trước nha các bạn. Các bạn xây một lúc ba con lên luôn thì nó cái vị trí đặt những cái con còn lại nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu mà các bạn
đặt hai bơ sâu đó rất là khó đặt các bạn. Còn cái con Astro này thì cũng dễ đặt, Miwin này thì cũng dễ đặt khi mà các bạn đã đặt đúng vị trí của những con hai bơ rồi. Thì Bùm cũng không có mong muốn gì gọi là nó đi trên 100 quay đâu các bạn, bởi vì theo cái kinh nghiệm của Bùm trong mười mấy tiếng Bùm chơi ấy, thì Bùm thấy là rõ ràng một điều là khi mà chúng ta đi theo cái kiểu mà trên 100 quay đó các bạn, thì thông thường á, tất cả các lần test thì nó đều là chậm hơn hết, đều là chậm hơn so với là các bạn đi đến quay 99 rồi các bạn ngưng. Thì vì vậy ở cái màn chơi này thì Bùm cũng chỉ đi tới quay 99 thôi ha. Bây giờ thì chúng ta cứ đợi để nó kết thúc trận đấu xem là kết quả như thế nào ha. Ok các bạn, chúng ta sẽ có kết quả nha. Ở lúc này đi đến quay 99 thì nó vẫn ghi nhận số kinh nghiệm y như cũ rồi các bạn, 1314, và tổng thời gian chúng ta đi là chưa tới 35 phút ha. Bây giờ Bùm sẽ chia thử 37.5 kinh nghiệm trên 1 phút các bạn, quá tuyệt vời luôn. Trong khi các bạn sử dụng cái đội hình này đó thì chúng ta chỉ mất đâu đó 25 phút là set up, còn 10 phút còn lại là chúng ta gọi là chơi bời thôi các bạn, ngồi chơi ngồi treo thôi. Mà được tới 37.5 kinh nghiệm trên 1 phút nha các bạn, phải nói là một số điểm quá tuyệt vời luôn. Rồi ở màn chơi tiếp theo này thì Bùm thay vì xây 3 con hyper thì Bùm sẽ xây 4 con hyper xem thử là cái kết quả nó như thế nào. Thì Bùm sẽ skip cho tới đoạn cuối để các bạn biết được luôn nha, cho nó nhanh nhào gọn đó. Cũng như là lượt chơi trước thôi, ở quay 77 tức là khoảng 24 phút hơn thì Bùm đã set up xong đội hình. Nhưng mà lần này Bùm có một vài cái cải tiến nhỏ nhỏ đó các bạn, bởi vì lần chơi trước á, Bùm thấy là cái việc sử dụng 3 con Astro hình như là nó hơi dư thì phải. Cho nên là hiện tại thì Bùm chỉ xây có 2 con Astro thôi, một con ở cái target vert và một cái con ở target tròn gịch. Còn lại thì 4 con hyper thì Bùm đặt 3 con hyper bên này và một cái con hyper ở bên này. Số Melvin TV Man thì Bùm cũng mong muốn là hơi dồn dồn nó ra ngoài một xíu, cho nên đó là Bùm xây thành hai hàng như thế này, còn cái con cuối cùng là do Bùm đặt đại nó đấy thôi. Thì đương nhiên đội hình này nó cũng nằm ở trong cái combo tối ưu endless có trên cái cửa hàng của Bùm. Bùm cũng xin chia sẻ thiệt đó là một cái combo pay to win giống như vậy, nó là 1 trong 2 luôn các bạn. Có nghĩa là không, cái việc mà các bạn có được cái combo này nó không chỉ là giúp cho các bạn gọi là farm răng đâu, mà đây cũng chính xác là cái đội hình mà chúng ta sẽ đem theo để mà đi leo top elite đó các bạn. Thì cho nên đó là tùy các bạn thôi. Nếu mà bạn nào thấy nó ok thì có thể là ủng hộ Bùm, còn các bạn nào mà thấy là cái này nó pay to win dữ quá thì thôi, từ từ chúng ta mua cái combo số 2 đấy, cái combo mà giá tốt của Astro đó, rồi chúng ta farm lên từ từ rồi chúng ta sở hữu lại những cái con này sau ha. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ngồi chờ đợi kết quả nha. Ok các bạn, chúng ta đợi những con mèo này vào là kết thúc ha. Thời gian ngắn hơn rất nhiều các bạn ơi, cũng là 99 quay thay vì hồi lúc nãy là 34 phút 57 giây, thì lần này chỉ có 34 phút 16 giây thôi, nghĩa là chúng ta đạt được là 38 kinh nghiệm trên 1 phút nha. Không chỉ dừng lại ở đó, bây giờ Bùm sẽ test thử cái đội hình này, nhưng mà thay vì xây dựng 4 con hai bờ thì lần này Bùm sẽ xây dựng 5 con hai bờ nhá. Ok các bạn, Bùm bán con Santa này nè, rồi sau đó Bùm bổ sung một con Melvin TV Man up mát lên. Nói chung là để mà set up được full toàn bộ cái đội hình này đó các bạn, có nghĩa là chúng ta xây 5 con Hyper Upgraded Titan Speakerman đó thì cần đâu đó là khoảng 25 phút 45 giây. Bùm tính toán kỹ lưỡng cho các bạn thấy là như vậy, thì nói chung là nếu như vậy thì chúng ta họ gần như chúng ta gọi là không có treo được bao lâu hết các bạn, chúng ta treo đâu đó là 7-8 phút thôi. Thì cái phương án này thì nó khá là mất thời gian hơn so với lại cái phương án xây 3 con hoặc là 4 con. Bởi vì như các bạn thấy đấy đó, khi chúng ta xây 3 con 4 con thì chúng ta có thể là dư thời gian ra khoảng đâu đó 10 phút để nghỉ ngơi. Còn cái này thì Bùm nghĩ là dư ra 7-8 phút rồi thì nó cũng không có nó gần như là các bạn gọi là phải ngồi canh, các bạn ngồi chơi hết rồi. Nhưng mà Bùm nghĩ là cái phương án này nó sẽ ok hơn đó. Nhưng mà trước khi mà đi đến cái phần kết quả cuối cùng thì Bùm cũng muốn cho các bạn lại cái layout mà Bùm đang set up với cái đội hình của mình là như thế nào. Đây, Bùm mở rộng lên nha các bạn. Hiện tại thì chúng ta đang có 5 cái con hyper, tất cả đều target là strong dịch nha các bạn. Đây, 3 con bên này và 2 con ở bên này. Rồi 2 con Astro, một con là first với một con strong dịch. Con lép đứng trước để mà có thể là chấm tool. Hai cái hàng Melvin TV Man. Tại sao là Bùm quyết định là dùng Melvin TV Man về trước và bỏ trống ở đằng sau, là bởi vì Bùm thấy là trong cái trận trước đó các bạn, cái lượng đam chúng ta có thể đủ để dồn tất cả những cái con toilet ở phía trước, có nghĩa là không có cái con nào nó có thể là nó chạy ở phía sau này. Cho nên là cái số lượng mà Melvin mà gọi là để nó đánh luôn ở đây thì nó cũng không cần thiết lắm các bạn. Tóm lại là các bạn chỉ cần Melvin nó đánh được đâu tới đây là được rồi. Tới lúc đó là chúng ta đã có thể là kết thúc trận đấu rồi. Cho nên
là Bùm mới quyết định là dồn ra đằng trước. Thì không biết cái kế hoạch trong cái chiến lược này nó có hiệu quả hay không thì chúng ta phải chờ đợi cái kết quả cuối cùng ha. Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy gì không? Wow. Đến quay thứ 99 khi mà Bùm tắt auto skip thì tất cả những con toilet nó đã bị dồn ra phía trước này luôn rồi các bạn. Có nghĩa là nó không lọt được vô bất cứ đâu luôn các bạn. Quá là mạnh luôn, một cái đội hình mà phải nói là xịn, thật sự là rất xịn. Và một cái cách gọi là theo Bùm dự đoán nha, đây sẽ là một cái trận farm nhanh nhất của Bùm từ khi bắt đầu cái series này đến giờ. Như các bạn thấy đấy, tất cả các con toilet mà nó bị gom giống như vậy thì chúng ta đàm rất là nhanh các bạn ơi. Bây giờ là cái con gà nó tuôn của chúng ta nó cũng hơi khó chịu một xíu đó, nhưng mà không sao đâu các bạn, nói chung là nó cũng sẽ bị xử lý một cách nhanh gọn thôi. Bây giờ thì khi mà nó kết thúc được cái mấy con gà này thì Bùm sẽ gọi là auto skip lên và bán tất cả unit, và chúng ta chờ đợi xem cái kết quả của nó là gì ha. Các bạn ơi coi nè, thần tốc luôn các bạn ơi, chỉ 34 phút 16 giây thôi chúng ta đã có thể là tiêu diệt tất cả những con toilet ở 99 quay nha các bạn. Nghĩa là mỗi một phút đó chúng ta farm được là 38.4 kinh nghiệm các bạn. Đây là cái đội hình xịn nhất từ nãy tới giờ mà Bùm farm ha. Quá khủng khiếp các bạn ơi, 38.4. Từ trước tới giờ Bùm còn không nghĩ là sẽ có một cái đội hình mà nó có thể đi được như vậy. Thì Bùm cũng đã farm thêm một vài cái trận nữa để mà có thể leo lên rank 9 ha. Thì chúng ta nhận được 10% coin khi mà leo Elite Mode. Trong này thì các bạn sẽ thấy là Bùm đã có 20% coin tăng thêm rồi nha các bạn. Và cái rank 10 thì chúng ta chỉ có thể là thêm cái Emergency này thôi, một cái tuyệt kỹ Emergency. Và Bùm cũng không để ý kỹ lắm các bạn. Lúc mà bắt đầu series về cái Elite này đó thì lúc đó Bùm chỉ còn đâu đó là 58-59 ngàn vàng gì thôi, mà bây giờ 707 ngàn vàng. Tính ra là Elite Mode bây giờ lại là cái khu vực giúp cho chúng ta farm vàng cực kỳ tốt luôn các bạn. Thôi thì cũng đã lỡ test rồi, bây giờ Bùm sẽ xây dựng 6 con Hyper nha các bạn. Và nói thẳng ra là chúng ta chỉ còn đâu đó là 7 cái trận đấu nữa thôi các bạn. Tại vì mỗi trận đấu như vậy, hoặc là 6 trận đấu thôi, bởi vì mỗi trận như vậy là Bùm đang nhận về là tổng cộng là khoảng 3.400 kinh nghiệm. Thì nó rất là nhanh thôi. Thì nói chung là sau khi mà test 6 con thì Bùm sẽ so sánh giữa cái xây 5 con và 6 con, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu là lấy cái đội hình tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất để mà đi tiếp những cái trận đấu cuối cùng, nhằm cái việc là chúng ta sẽ leo lên được cái rank 10 trong cái Elite Mode các bạn ha. Khi mà Bùm set up 6 con Hyper thì tổng cái thời gian Bùm set up là nó nằm đâu đó 26 phút 45 giây nha các bạn. Và cái cách xây của Bùm là có 3 con Hyper ở phía bên cạnh bên tay phải và 3 con Hyper bên cạnh bên tay trái. Những con unit còn lại thì hoàn toàn giống với cái việc mà chúng ta xây 5 con Hyper nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem kết quả nó có nhanh hơn việc là chúng ta xây 5 con Hyper hay không ha. Ok các bạn, chúng ta chờ đợi cái giây phút này lâu rồi. Trời ơi các bạn ơi, chỉ 34 phút thôi. Thực sự mà nói là kinh khủng luôn á các bạn. 38.7 kinh nghiệm trên 1 phút nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn, 38.7. Quá nhiều luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với 7 con Hyper các bạn ha. Ok các bạn, Bùm xây luôn một cái con Mewin này và up mat lên. Vậy là set up xong đội hình ha. Ở trong lần chơi này thì Bùm mất đến 29 phút để set up các bạn. Vì vậy là chắc là kết thúc cái game chơi này thì Bùm không quyết định là tăng Hyper lên đâu các bạn. Tại vì 7 con Hyper ở đây nó đã là gọi là đủ rồi. Nếu mà gọi là chúng ta set up cho đến gọi là 8 con Hyper các bạn, thì cái thời gian của chúng ta mà set up đó nó gần chạm tới cái thời gian mà chúng ta đi tới 99 quay luôn rồi. Như vậy thì chúng ta lại không được gọi là nghỉ ngơi xíu nào trên các bạn. Coi như là cứ cầm đội hình chơi từ đầu đến cuối như vậy thì nó cũng khá là tệ. Cho nên đó là cái việc mà lựa chọn giữa cái việc là các bạn xây nè 4, 5, 6 hay 7 con Hyper là tùy vào các bạn. Bởi vì cái khoảng cách về cái số lượng Hyper đó nó không quá chênh lệch, nhưng đổi lại là cái thời gian set up ban đầu nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Nếu như cá nhân Bùm thì Bùm sẽ chọn cái phương án là set up 6 con Hyper thôi các bạn. Thì lúc đó là cái thời gian nó vừa tối ưu, mà cái việc mà mình gọi là không làm mà vẫn có ăn nữa các bạn thì nó cũng rất là ok. Thì mình nói chung là vừa farm xong rồi hả, có đâu đó 7-8 phút ngồi nghỉ ngơi ra nó sẽ ok hơn là cái việc mà xây gọi là bây giờ Bùm xây 7 con là
nếu mà tính ra mà ngồi nghỉ á, thì ngồi nghỉ được đâu đó 4-5 phút thôi các bạn, thì nó cũng khá là ít á. Nhưng mà tùy các bạn thôi, nếu mà các bạn muốn chai hạt, các bạn muốn gọi là được ngồi nhìn rồi chúng ta ngồi chơi game rồi này kia các kiểu mà có thời gian mà chúng ta ngồi chơi luôn á, thì chúng ta cứ set up 7 còn 2 bờ, nhưng mà 8 thì Bùm không khuyến nghị 8 nha. Rồi bây giờ thì nếu mà cái game này nó kết thúc mà cái đội hình 7 còn 2 bờ này là tốt nhất, thì Bùm xin xác nhận lại với các bạn như sau: từ 8 2 bờ cho tới 5 2 bờ là cái ok nhất. Tại sao lại không phải là 9? Là bởi vì là nếu mà các bạn set up tới 9 đó thì nó sẽ vượt qua cái số tiền mà các bạn đang có. À, có nghĩa là sao? Tới 9 đó thì chúng ta không đủ up, chúng ta không đủ up những cái con hai bờ của mình lên, thì set up giống như vậy thì nó bị với đó các bạn, nó vừa dư vừa thiếu đó. Cho nên là không khuyến nghị cái việc đó nha các bạn. Rồi thế thì bây giờ chúng ta cứ chờ đợi xem là cái màn này chúng ta sẽ kết thúc ở cái thời gian bao nhiêu các bạn ha. Thật sự là rất bất ngờ các bạn, khi mà chúng ta bổ sung thêm 7 con hai bờ thì lúc này cái thời gian chúng ta đi nó lại lâu hơn nha các bạn. Như các bạn biết, cái lần đi trước chúng ta chỉ đi trong 34 phút mấy giây thôi, còn cái lần đi này chúng ta phải đi trong 34 phút 34 giây nha các bạn. Nghĩa là chúng ta chỉ nhận được là 38 kinh nghiệm trên 1 phút. Thậm chí là nó còn tệ hơn. Từ những trải nghiệm đó thì Bùm muốn đưa ra kết luận cho các bạn như thế này: nếu mà các bạn đang sở hữu cái đội hình phía dưới này, đội hình mà Bùm có bán ở trên cái cửa hàng của mình đó các bạn, thì các bạn chỉ nên xây từ 5 cho tới 6 con hai bờ thôi nha. Còn cái việc mà các bạn xây cho đến 7 con hai bờ thì ngược lại nó lại phản tác dụng, nó không tối ưu. Bởi vì là chúng ta thiếu cái số lượng Mewin TV Man đó, chúng ta khó stun cái con toilet lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn ở đây thì Bùm đã có thể là đi đến răng thứ 9 và hiện tại là gần 90.000 kinh nghiệm các bạn. Thì 100.000 kinh nghiệm đổ lại thì chúng ta chỉ cần 3 cho tới 4 trận thôi. Thật ra là chỉ cần 3 trận nữa thôi các bạn là chúng ta có thể là full được rồi. Bây giờ thì Bùm sẽ cố gắng farm thêm 3 trận nữa để mà kết thúc luôn cái việc là chúng ta đâu đến răng 10 nha. Các bạn hãy cùng Bùm chờ đón ở răng 10 chúng ta sẽ có điều gì nhá. Ok, 1 trận và 2 trận. Rồi 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 các bạn ơi, nó chạy vô rồi trời. Mèo mèo nó chạy ghê, con cái ô mèo 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 chạy vô đi. Chạy lẹ anh mèo ơi. Sắp xong rồi các bạn ơi, sắp xong rồi. Sắp xong rồi, chạy vô. Voilà, lụm tiền được rồi các bạn ơi, được rồi. Ý xa. Nhìn thấy gì không? Răng 10 rồi nghe. Trời ơi nà. Răng 10 đây, nó có cái gì? Rồi, chúng ta có skill mới rồi, trang bị vô. Bây giờ Bùm sẽ review lại cho các bạn tất cả những cái răng và nó đang cho chúng ta cái gì nha. Răng 1 mình sẽ được đặt thêm một con unit nữa. Răng 2 mình được thêm 5 coin khi chơi anh Lịch. Răng 3 mình thêm một con unit nữa lên thành 17. Răng 4 thì các bạn sẽ có 100 tiền khi mà mới bắt đầu game, và một cái con unit nữa là thành 18 ha. Răng 5 là có cái extra money, có nghĩa là cái extra money là cái này nè các bạn. Ví dụ các bạn đi tới quay 10 chẳng hạn, thì các bạn nhấn cái extra money đó thì nó lấy cái quay 10 đó, nó nhân cho 100 tiền là thành 1.000 tiền. Còn nếu các bạn đi đến quay 20 thì nó lấy 100 tiền, nó nhân cho 20 thì thành là 2.000 tiền. Nó cứ vậy đó, nhấn ở quay nào thì nó cho quay đó. Đến răng 6 thì nó sẽ cho thêm 5% coin khi mà kết thúc game ha. Đến quay 7 thì nó quan trọng lắm các bạn. Quay 7 nè, quay cực kỳ quan trọng luôn. Là các bạn được thêm một slot dưới này nè các bạn. Một thêm một slot và lúc này là bạn có thể xây được ở 19 con nha các bạn. Răng 7 rất quan trọng, răng 7 cực kỳ quan trọng. Răng 8 là các bạn xây được thêm một cái slot đặt nữa, đặt được 20 con. Thì đối với cá nhân Bùm thì khuyến nghị với các bạn nha, farm tới răng 8 được rồi. Farm tới răng 8 là các bạn có thể là bắt đầu đi end lịch đời này kia, đi kiếm update để human được coi. Đã. Còn hai răng dưới này thì nó không có gì quá quan trọng đâu các bạn. Ví dụ như răng 9 thì nó cho các bạn là thêm 10% coin. Còn cái răng 10 thì nó có cái tuyệt kỹ là emergency ability. Thì cái này thì là cái gì, là khi mà cái con toilet nó, cái con nào đi xa nhất ha, nó sẽ bắt đầu nó kéo cái con toilet đó giật ngược lại cái cửa ra vào. Thì tóm lại là cái 10 răng của chúng ta chỉ như vậy thôi. Tuy nhiên các bạn nhìn với Bùm nha, ở đây nó ghi là 101.821 là tại sao?
Bùm nghĩ là trong những cái bản cập nhật sắp tới đó, nó sẽ có thêm đó các bạn. Nó sẽ có thêm cái gọi là ở răng 11, 12 hoặc 15, 20 gì đó. Tại vì hồi lúc mà leak cái enlit này đó của I Am Evan đó các bạn, là có tới 10 nha. Đặt được 10 slot luôn đó. Cho nên là sắp tới nó sẽ còn cập nhật nữa. Và cái cập nhật chủ yếu là trong cái enlit răng nha các bạn. Rồi, thế thì trong tất cả những cái chuyến hành trình từ phần 1 cho tới cái phần này thì Bùm đã đưa ra rất nhiều cái đội hình, tạo ra rất nhiều cái layout để mà xây dựng cách đặt này, cách đặt kia. Thì cũng đưa ra được những cái nhận định cá nhân thôi các bạn. Chứ Bùm cũng không dám chắc. Nói ra được đến đấy thì nó cũng đã gửi gắm đến các bạn những cái thông tin về cái cách làm sao để mà chúng ta đi cái răng elite nó được nhanh nhất có thể. Thì Bùm xin tóm tắt lại ha. Cái thứ nhất là nếu mà các bạn nào mà không pay to win đó, thì các bạn vui lòng là các bạn đi làm sao cho gọi là auto skip từ đầu đến cuối, cho tới khi nào thua thì thôi. Còn đội hình thì Bùm đã gợi ý hết rồi. Hoặc là các bạn có thể vào cửa hàng của bên Bùm. Bên Bùm có để ở phần ghi bình luận ở phía dưới đó, có cả ba cái đội hình, từ đội hình gọi là giá tốt cho tới đội hình gọi là pay to win luôn. Tất cả các đội hình đều có, thì ở đó nó đã có cho các bạn hết rồi. Các bạn có thể là lên đó mua để mà tham khảo, hoặc là chỉ cần lên đó để mà xem cái đội hình mà Bùm đề xuất là gì trong cái nghiên cứu trong cái khoảng thời gian vừa qua ha. Rồi, đối với những bạn nào mà pay to win, có nghĩa là có những cái con phía dưới này của Bùm nè các bạn. Thì nếu mà các bạn chỉ có 5 slot thì các bạn bỏ cái con lép ra cho cameraman ra. Còn các bạn nào mà có 6 slot thì các bạn để chung đây. Rồi các bạn vui lòng đi làm sao đến quay chính. Các bạn tắt auto skip. Và khi đó là chúng ta sẽ tiến hành gọi là tiêu diệt cho hết những cái con quái ở quay thứ 99. Rồi chúng ta sẽ nhấn auto skip lên, bán tất cả những con trong đội hình để cho nó thua. Với cái nghiên cứu của Bùm thì nếu mà các bạn đặt về cái giá trị về đặt thì 2 con Astro và 5 đến 6 con Hyper là tối ưu nhất. Còn lại các bạn xây Mewin TV Man. Đó, tổng kết thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì hành trình của chúng ta cũng gọi là tương đối dài nha các bạn. Chúng ta cũng không mất đến 100 tiếng, nhưng mà nếu mà không có X2, không có cái ngày thứ bảy này đó, tại vì hôm Bùm quay cái này là ngày 4 tháng 5 thì nó cũng có cái X2, thì cũng may mắn có cái X2 cho nên nó nhanh hơn rất là nhiều. Cho nên là coi như là farm tốc độ rất là cao. Thì rất hy vọng là cái video này, cái chuỗi series này nó hữu ích dành cho các bạn, nó giúp cho các bạn farm rank một cách nhanh chóng hơn. Nếu các bạn thấy nó hay, nếu các bạn thấy nó bổ ích thì nhớ like, nhớ đăng ký kênh với Bùm nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt.